nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ơn Cha Chúa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuận thâm xa khôn tràn lan ơn thiêng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng nước, Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, là tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính như Chúa Trời là Cha, phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính như Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh đời bà Maria đồng trinh chịu lan đời quan phong Si-ô Phi-la-tô chịu đóng đánh trên cây thánh giá trên bà táng xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kia trên mà sống lại lên trời ngư bên hiệu đời Chúa Cha, phép tác vô cùng ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính đời Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống. Vậy amen. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất, Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta dâng lời cùng về. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ ảnh tượng các thánh chúa, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó thì mỗi lần chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các đấng bằng bắt trước. Chúng con đại xin Chúa làm phép và thánh hóa ảnh tượng này để tôn kính và tưởng niệm đến con một Chúa là Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con, các thiên thần, xin Chúa thoái thương để ai siêng năng tôn sùng cung kính con một Chúa, các thiên thần, trước các ảnh tượng này thì nhờ công việc vào sự che chở của người được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đâu có tình yêu thương, ở đây có đấng Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ai thì Chúa chung lành không ơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây Chúa tràn muôn vui. Lại xin tha thiên hương lê hương tình lần ai, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha, yêu Chúa đẹp lòng sớm hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng
tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui. Chúng con trong thời giờ thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đưa đỡ đồng chính hiền vinh sáng lắm. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và đây chúng ta ra giếng để chắc cái giếng này.
sớm với con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính đời Chúa Trời là Cha phép ta vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính đời Chúa Giêsu Kitô là Con một đời Chúa Cha cùng là Chúa. Chúng tôi mời phép đời Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu lan đời quan phong Siêu Pilato chịu đóng đánh trên cây thánh giá chết và tăng sát xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu đức Chúa Cha phép ta vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Thôi tin kính đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này ta thánh thông không. Thôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Là đấng cao thành trời đất. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúng con ta thiết cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng cho nơi này, cho người và các đồ vật trong nơi này. Xin Chúa, xin Đoái Thương làm phép và thánh hóa nơi này, cùng ban đầy đủ mọi ơn lành. Lạy Chúa, xin ban cho người ở nơi này được chan hòa ơn trời và màu mỡ dưới đất, và thương cho họ được mọi điều mong ước. Bởi vậy, ngay khi chúng con bước vào, xin Chúa thương làm phép và thánh hóa nơi này, như đã thương chúc phúc cho nhà ông Abraham, Isaac và Jacob xưa. Xin Chúa cho các thiên thần ở lại để gìn giữ nơi này và những người cư ngụ trong đó. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong tình thương Chúa là Cha, anh em ta hãy mến thương nhau. Mến thương chân thành thiết tha, mến thương trong tình nghĩa đậm đà, để người gần xa biết được quan tâm, thật là hạnh phúc làm con một cha. Thêm đêm vui sớm con nào về nhà, đây ngày ca tháng hai hát lên trong niềm hân hoan. Nguyện đem những ngày về hoàng ân Chúa ban thương ban, như mưa xuân luôn sau. Trong tình thương Chúa là Cha, anh em ta hãy biết thương nhau. Mến thương chân thành thiết tha, mến thương trong tình nghĩa đậm đà, để người gần xa biết
biết được rằng ta thật là hạnh phúc đang có ngõ cha. Em đêm vui sâu ngon nào vì ta. Thank you.
thương yêu đưa con người trong ân Chúa. Chúa nâng niu gìn giữ luôn đêm nay. Xin dâng lời ca nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần lời thương thắm tiếng hồn con ban xuống cho con đồng ơn tràn chứa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng ngỡ, Cha chỉ đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính như Chúa Trời là Cha khéo cao vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính như Chúa Giêsu Kitô là Con một đứa Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép đứa Chúa Thánh Thần mà người xuống tái sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu làm đời quan phong Giô Phi La Tô chịu đóng đánh trên cây thánh giá chết và tan ra xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại.
thánh không công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người này sau sống lại, tôi tin rằng sống vậy. Amen. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ ảnh tượng ảnh các thánh chúa, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó thì mỗi lần chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các đấng mà bắt chước. Chúng con nài xin Chúa làm phép và thánh hóa các ảnh tượng này để tôn kính và tưởng niệm đến con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con và các thiên thần. Xin Chúa đoái thương để hễ ai siêng năng tôn sùng và cung kính con một Chúa, các thánh thiên thần trước các ảnh tượng này thì nhờ công nghiệp và sự che chở của người được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
trời, xin Chúa Giêsu ban ơn lời chúng con nguyện trong cơn tham lam thiếu thốn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Để chúng ta vào trong cái giếng. Chị.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, trang xuống cho con hồng ân trang trương, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi đáng lời nghe lời con thiên thần, tình thương bên ông của con ngày đêm. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng nước Cha chỉ lên như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nhà có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con tha thứ cam lỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính nước Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con của Đức Chúa Cha cùng Đại Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi mẹ Maria đồng trên Phi-la-tô chịu đóng đánh trên cây thánh giá chết và tháng sang xuống ngục tố tông ngày thứ hai. Bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha. Vô cùng ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế lại cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hàng sống vậy. Amen. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúng con tha thiết cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng cho nơi này, cho người và các đồ vật trong nơi này. Xin Chúa xin đoái thương làm phép và thánh hóa nơi này, cùng ban đầy đủ mọi ơn lành. Lạy Chúa xin ban cho người ở nơi này được chan hòa ơn trời và màu mỡ dưới đất và thương cho họ được mọi điều mong ước. Bởi vậy ngay khi chúng con bước vào, xin Chúa thương làm phép và thánh hóa nơi này như đã thương chúc phúc cho nhà ông Abraham, Isaac và Jacob xưa. Xin Chúa cho các thiên thần ở lại để gìn giữ nơi này và những người cư ngụ trong đó. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin niềm nhớ chúng con đến bộ trước tình yêu Chúa. Xin niềm nhớ chúng con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúng con trong cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở con. Trong thân gian lan thiêu thốn, đức lửa đầu sinh được vinh sáng lang. Lạy trái tim cửa thánh Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Lạy trái tim cửa thánh cửa tình cho Thánh Đức Bà Maria, xin cầu cho chúng con. Lạy ông thánh thu xe làm bạn thánh dành Đức Bà Maria chọn đời đồng sinh, xin cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Phi Cô Saria, xin cầu cho chúng con. Lạy bà thánh Teresa đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ La Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh giá, xin Chúa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Trước hết là con kính thưa cha và kính thưa hội đồng mục vụ, cũng như là kính thưa các hội đoàn, đặc biệt là ca đoàn và hội kèn, hội trống cùng toàn thể nhân dân. Thì trong vừa thời gian vừa qua cũng được sự lãnh chỉ đạo của chi bộ cũng như là chính quyền, cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng lòng nhất trí của nhân dân, thì chúng ta cũng đã làm được một số các cái công trình của địa phương. Thì hôm nay lại được cha thương và cha làm phép cho các công trình xây dựng của địa phương và cha chúc lành cho các công trình của địa phương, thì con cũng thay mặt cho địa phương là con cũng xin chân thành cảm ơn cha, cảm ơn các hội đoàn đã công tác cùng với chúng con. Và để buổi hôm nay chúng ta còn một chương trình nữa là chương trình tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân và ngày và khánh thành các cái công trình của địa phương theo của luật của xã hội nữa, thì con cũng xin mời các hội đoàn và toàn thể nhân dân là về tại nhà văn hóa của Nhật thôn để uống nước. Thì sau này chúng ta còn cũng như sẽ là nhờ ca đoàn cũng nhờ như hội kèn và hội trống là chúng ta còn khai mạc cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân vào lúc 4 giờ nữa, để sau này chúng ta đi về thay quần áo. Xin chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng chống đau đánh lên cho hoài tráng lên. Rồi xin Chúa chúc lành cho các công trình của giáo xứ của chúng ta và xin Chúa mang mọi ơn lành cho tất cả mọi người.